Hôm nay giới thiệu với mọi người món tuổi thơ trở lại. Ba răng tăng tăng. Đây. Đây chính là tuổi thơ trở lại. Ở trên miền núi chúng mình là trẻ con xưa nay vẫn ăn cái món này. 15 năm rồi, bây giờ giá nó chỉ thay đổi một tí thôi. Từ 1.500 lên 2.000 một gói. Để tạm đây nha. Miu vào lấy cái đĩa ra đây. Đấy. Đây gọi là gà cay Trung Quốc. Thế là Facebook của mày lên nào? Facebook của cháu lên làm sao bác? Chưa lên TV. À, chưa lên TV là sao? Chưa thấy xem được xem ở trên TV. À, cứ từ từ. Chắc là trên TV à? Vâng, đây. Món gà cay cầm chiều nào ở đây. Đây. Của Trung Quốc. Trung Quốc. Thậm chí là nó chỉ vẽ cái hình con gà ở đây thôi. Con gà sấy này. À, cái gói này là gói gốc rồi này. Ừ. Vẽ cái hình con gà sấy đây chứ mình không dịch được một chữ nào của này. Ăn này chắc là nguy hiểm đây, nhưng mà bác ngồi đây ăn đã, vội gì. Đây này. Lại còn ăn với uống rượu này. Có hình chai rượu đây. Đây. Gói củ ca ca nhỉ. À. Cái này bao gồm gì đây? Hành này, hành tươi này, gừng này, cà chua này, ớt này, rồi tỏi này. Cái này là thảo quả, những cái gì đấy, đại loại hạt điều, thảo quả gì gia vị vào con gà sấy. Ngày xưa ăn món này bọn họ còn bảo là run sấy của Trung Quốc. Đây, bây giờ ăn mấy cái này là mình phải có thêm một ít quất lâm. Đấy, vặn. Ơi, ăn nhanh đấy, mang đĩa ra đây. Đấy, bây giờ đổ ra đây đi. Đấy, bóc mấy gói đổ ở đây đi. Ủi ôi, ứa nước miếng à. Đấy, bác cứ ăn đây đi, còn lấy gói nào về thì lấy sau. Đấy, từ từ cháu cắt vắt vào cho nó. Cái này bóc ấy ra đi. Đấy. Lâu lắm này, thèm lắm đấy, phải đùa đâu. Gấu ở nhà này được ăn bẹt là nhè gì. Nhưng mà mày không ăn à? Chê à? Chắc đổ mãi không ra nhỉ. Chả đau ra. Đây rồi. Nói là 2.000 một gói, nó chẳng có nhiều miếng lắm đâu. Đây không ngon. Ngon như sao không mày? Có ra dài đỏ đỏ, có cao ăn ngon hơn này. Đấy là tăm cay á? À? Đây là gì? Đang có đây một tí nhưng mà ăn nó ngon. Đây. Vắt quá, quả to hơn. Không biết được, nhưng mà gói này ăn xưa nay vẫn là ngon nhất của các gói cay. Rồi gỏng bóc cái ăn ra cháu. Rồi đây bóc chưa? Vứt đây ăn hết chỗ này đã. Đấy, vắt chua vào nữa. Chua chua cay cay ăn nó mới đã. Xin mời. Ăn đi cả trên Facebook. Coi lên YouTube bác ạ. Ngon đấy. Ngon thế. Ăn với. Ôi. Chào bác. Xin mời chị, món này là món run sấy của Trung Quốc. Run sấy á? Ăn vào là chất chua và rất cay. Ăn một lúc là cay đỏ mặt không dừng được này. Cay đấy. Cay thật. Cái gì bốc khoe vào đây? Có ăn gì ra đây? Mà cái này của Trung Quốc ấy. Đúng rồi, như tiếng Việt. Em ăn từ bé đến giờ là không thoại, đang quay phim. Cay không? À. Cay này ăn mới đã. Đi tắm không? Mẹ đun nước cho tắm. Đun nước cho tắm nhá. Cay không ăn được nhiều thì ăn được. Cái cay mà có cái ngọt ngọt nhở. Ngon. Ăn đã. Trước đi học cấp 2, cấp 3 gì cơ mà được gói này là phê lắm rồi. Biết em yêu phải đi bốc nước vậy à? Đấy. Chiêm ngưỡng là tôi sợ mày ngại với ai. Giơ mặt ra đây này. Tao giới thiệu là gấu đông gấu. Đông gấu đẹp trai. Thôi không quay mày nữa, bỏ tay ra. Ôi giời, mày ngại với ai? Bác Khôi.
À. Ôi công nhận cay thật. Nhưng mà ăn cứ muốn ăn nữa nhá. Ăn phải thử thách rồi không uống nước chứ Miu. Chắc là hàng Trung Quốc hay cho ma túy lên nên là. Nhưng mà ngon thật bác nhỉ. Cứ ăn xong lại thèm. Ăn không dừng được. Ăn bao nhiêu cứ bóc tiếp nhá. Nhà nhiều. Giờ nó buôn hàng tấn hàng tạ mấy tạ ma túy. Phê. Này mà mùa này không có nhiều quất, bứt mãi mới được 4 quả bé bằng mắt mũi thôi. Cái nào quất chín, quất xanh cũng có. Thế á? Bị thế lại nhà bác lấy. Ăn bóc tiếp đi. Sao nhìn cái quả xanh còn to. Ngon, vẫn có cái chua chua này. Đổ ra đây không? Còn tí chua chua mà ngon. Ăn cái đó con gà cay này phải có quất. Ngày xưa bán thịnh hành lắm. Thế xong một đợt là không có. Không bây giờ lại có. Đợt cháu mua ủi dụ nhờ thằng bạn ở trên Lào Cai nó mua cho mấy chục gói. Thèm quá mà. Giờ ở bên đường lại nhiều à? Không. Bán tràn lan. Bán tràn lan à? Anh này mẹ tóc như Son Goku ấy mà dựng ngược lên. Anh em sao mà phải chạy. Nhưng mà đúng là phải uống nước thật đấy. Xong thử làm video ăn thử thay ăn ăn 20 gói nhưng không uống nước không nào. Tao không bị rồ nhưng mày đứa kia. Toàn làm clip mẹ nhảm này. Trên cái bút giờ mấy thằng này. Nó vô thôi đi nó quay cả bọn bắn mèo đám cưới đám cướp. Không coi. Bóc thế thôi em ơi. Bóc hết à. Chợ tình chợ tiếc gì. Các cái đèo cao nhất chục cái đèo à, Hải Vân Hải Đức rồi. Đấy, nó làm cho mọi người xem luôn. Chỗ này bóc hết rồi. Vứt cái này đây. Ăn đi ạ. Ăn cái này phải phê. Này ăn gà cay bá. À đã quá cay quá. Ủa ôi à, cháu tầm 9 giờ. Vâng. Vô tư. Bá cứ có gì cháu cũng chở được hết. Đi xuôi thì cốp rộng lắm. Này. Đây Trung Quốc bà. Bà Tâm à. Không phải xin hai gói đem về ăn đây. Trời bà. Xin mời. Bà làm miếng. Vâng. Ủa bây giờ đến cái đoạn này là cứ ăn đến đâu là phải uống nước gần đấy này. Cô bạn là nó mặn mặn. Với cả nó ăn nóng nóng người bác nhỉ. Lên Gò nhá, đi Thả Châu nhá mà dắt được 3 túi này đi thì. Quê lắm. Cứ ăn này vài hôm tụt vài cân. Ăn này là tụt cân à? Thế thì ngang thuốc ấy rồi. Bọn nó bán trên mạng thuốc giảm cân. Con ta giảm cân. Ăn đổ mồ hôi nhiều. Ủa, toát mồ hôi rồi đấy. Mà hôm nay đang gió lạnh tràn về mới sợ chứ. Giả bên có phải đang... Có phải gì bà? Có phải gà hay không á? Trước giờ cháu cũng nghĩ nó là run đấy. Không, họ bảo là nó làm giả thôi. Ủi giả ăn được mà. Thực ra cái này nó làm bằng mít. Bằng mít á? Nếu bằng mít thì lại ngon. Nếu làm mít thì lại ngon nhỉ. Một con gà với rồi. Mấy nghìn một gói này? 2k bà. Có 2k thôi. Chỉ 2.000 một gói. Có 2.000 một gói gà thôi. 10, 15 năm trước cháu ăn cũng 1.500 một gói mà bây giờ là 2.000 gói. Nó có mấy miếng mà. Hồi nãy bóc bao nhiêu gói đây? Thế sáng mai đi sớm thế thì là nó hỏi qua hỏi bà cho thử nhá. Vâng, bà cứ gói về đấy.
tối mổ xong để vào tủ lạnh xong là à vâng ra bộ nó để ăn đấy. Và cô ăn đi. Ừ. Ăn không? Món nào nhất? Lào có ăn gà cay không? Rồi Lào chịu. Lào không thể ăn nổi món này. Ôi không không chơi tắm cay rồi lắm. Tắm rồi con ơi. À. Cay lắm. Ui ôi cay quá. Cay. Gấu vẫn đã ác liệt nhỉ. Cái gì đó? Đang mục tiêu giảm cân chạy bộ đúng không? Ui, cái gì đấy mà thế mày ăn mày ăn ra gà cay đi, tí nữa giảm 20 đây tao đi mua 10 gói nữa. Cay quá. Ờ, ai nữa để bóc nào, còn nhiều lắm. Miêu nào? Cho bà ăn miêu không? Không, khoan đã. Bóc tiếp. Bóc tiếp. Ăn không bà coi. Bóc gấu không? Cay nó. Đấy, bóc hai gói à? Đấy. Đây mà ngài ăn thì ăn. Cay. Đấy. Ừ, vodka á. Chết. Ôi giời, mang cả cái này ra uống à. Ông bảng ăn đi. Nó là như thế nào? Ngon đấy ông ạ. Bà Khôi ăn thử đi. Thử xem nó như thế nào. À, gà cay thôi mà. Ăn rồi à? Nó dở nhàn này. Ai ăn nữa thì bóc, còn rất nhiều. Có này của Trung Quốc con này. Không hề có một chữ tiếng Việt nào. Toàn của tàu hết. Tàu ăn thì quên đi. Gà to ấy nhỉ? Không biết là có gì độc hại không mà. Kể cả là gà to thì bây giờ cũng vẫn cứ ăn. Tàu, đấy nó bảo của tàu. Tàu. Có quy giờ luôn này. Thì nó chết chữ đấy nó như nào? Cay có thêm địa chỉ công ty có được không? Nên là nó dán vào số má vạch. Sau chín Trung Quốc. Tất nhiên là Trung Quốc thì nó hay thơm rồi. Ôi dồi ôi. Độc hại thì nó hay thơm rồi. Miu miu ghê rồi à? Này. Một tay cầm chai nước, một tay ấy. Để làm gì? Để ăn á? Mua mẹ cho này. Này sữa chua này, sữa chua này để chả để đấy để cho nó đói để ăn cháo chứ. Còn mỗi anh đang gấu chiến đấu là? Đang bóc rồi. Ủi ra mồ hôi rồi nè. Tối muộn thì ăn cháo. Ủi. Ôi, ăn cái phê quá đấy. Ấm không? Ấm không nhá? Lào ấm không nhá? Ôi, không động đây, không động đây. Nguội em cho ngăn mát, mai đun lại đây. Mèo. Ai. Làm ơi. Mẹ ơi, bế nó cái. Nó động ở đây bẩn lắm. Bẩn lắm con ơi. Vô tay bẩn gì nhỉ? Không phải mà nó dầu mỡ. Cánh ra đây, ăn đi bế. Rồi bế cho bà ăn. Lấy mấy hộp mít mít không ngon. Ờ. Gói gì? Thế bảo cái vừa hương mít hay là cái gì? Ngon quá. Rồi. Nào bón. Bạn chuyến trường. Hám mồm không? Hám mồm thì anh đi xem gà nhé em. Thôi để im để tí nữa. À. Gấu bóc tiếp đi anh với mày với bà ăn. Thôi sợ cay rồi. Đây. Bóc tiếp đi. Nhưng mà ra đâu? Ăn cho nó đã. Ôi mấy khi mới được ăn cay về hơn mà gọi là mì cay cấp độ 8 này. Đừng chạy con ngang. Có này đầy hơn mình nói kiện này. Ừ, đầy càng tốt. Ở ra đi để gọi là gì không? Làm gà. Chiến đấu tiếp chị. Gà. Mà mình không ăn được nữa. Không đâu. Em với gấu là chiến từ đầu đến cuối. Bà Minh mới thử 2-3 miếng đã sợ rồi. Cái hôm ông không ăn được không? Không ăn nhiều rồi. Cái ăn đi. 2.000 một gói thôi. 2.000 một gói. Em là nghiện món này rồi. Về là cứ phải mua. 20.000 một gói. Rẻ mà. Trước lấy 20 gói 40. Thế sao nó làm cầu kỳ này nó bán được 2.000 nhỉ? Chắc chắn nó tẩm cái thuốc vô vẩn không chắc là nó. Cái gì thì không biết nhưng Trung Quốc thì nó chỉ tính từng đồng. Nó ngon hơn gói thì chả có nên sao nó làm. Mà ăn cái này nó có vị riêng. Nói ăn đi. Chắc là bằng mít cay lắm. Cay lắm á. Chẳng có đâu đâu mà gà. Gà cay này. Bỏ gà mà nó còn tẩm gốc mà bán có 2.000. Hả? Cái gì ra cầm? Ơi, cúm cũng ăn nhá. Đây là cái gì ấy nhỉ? Nó làm bằng cái gì ấy? Làm rượu ấy. Cái gì thì em cũng biết, nó quảng cáo là con gà này, gừng này, hành này, cà chua này, ớt này, thảo quả này, tỏi này. 2.000 một gói này. 2.000 một gói. Cái miếng. Nguyên liệu nó vô không đủ.
Cho miếng nữa. Phải bón á? Còn công. Ôi giời ơi. Mà ăn cái này nó không giống thịt gà thế gì luôn. Nó giống gì? Thì nó có quan trọng gì đâu. Cái công ty này em, nó tồn tại hàng nhiều chục năm rồi. Này, chưa chắc đã là thịt gà mà. Không phải thịt gà mà cũng không biết nó là cái mà gì nữa. Tai nợn nó còn làm giả được. Không giống thịt gà lắm. Mà uống gà thôi đừng ăn. Ăn có mùi thì gà đâu mà giấu. Chiếu lên vô tiếng. Kéo nó làm từ đỉa lên. Nó khai nào. Em xem trứng gà nó có trứng đỉa không? Không trứng gà thì nếu mà để cho nào. Ngày xưa nó có tin đồn là cái này làm run. Khéo nhìn. Run sấy. Con này to đây phải là đỉa. Ừ. Là cho ăn no xong là tắt điện đi. Thế nhưng mà run hay đỉa ăn vẫn ngon này. Con gì đây? Thế là nó lại làm trứng chiều đó. Ui, cảm giác nó nóng từ trên đầu nóng đúng người. Quốc là nuôi đỉa nó làm gà. Sợ nhất nuôi đỉa thật đấy. Trung Quốc nó nuôi đỉa xong rồi nó làm gà này. Thế nhưng mình ăn mấy chục năm nay rồi nó chả thấy con đỉa nào nở trong bụng cả. Đi chơi đây. Ngãi đi nhỉ. Thì đĩa này chết rồi nó nở ăn sao được. Đúng không? Khóa ra đĩa ngon phết nhỉ. Nào đưa cho bác Nhung. Bác xin nào. Bác xin nào. Đi chơi đây. Thực ra là ăn cái không bổ béo gì nhưng mà cái vị này ăn nó nhớ này. Là những cái để ướp vào ấy. Ăn nó cay cay ngọt ngọt đậm đậm mà hay. Nó ngã nó. Phê. Chảy cả là mồ hôi mắt ra. Mẹ không được chạy nhá, chỉ đi thông thả thôi. Mẹ ăn nữa không để con bóc. Gấu ăn nữa không? Phê thế đã phê à? Cảnh nhỉ. Ok ok, ăn nó đã.